Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Israel với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước đã mở ra cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng chưa được khai phá. Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam Ấn Độ 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược với mục tiêu hợp tác phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước đóng góp cho hòa bình phát triển của khu vực và quốc tế. Đã có nhiều bài học đắt giá về việc buông lỏng quản lý việc xả thải công nghiệp khi chỉ quan tâm đến đầu tư phát triển mà quên đi môi trường làm nên sự phát triển bền vững. Tiêu điểm của bản tin thời sự tối nay. Xin được bắt đầu với những thông tin về hoạt động ngoại giao. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Israel Reuven Rivlin và phu nhân tới Việt Nam, sáng ngày 21 tháng 3 tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Israel. Diễn đàn là dịp để doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác, từ đó đóng góp thiết thực cho mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Trước đông đảo doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Israel khẳng định nếu doanh nghiệp hai nước hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng công nghệ của Israel thì có thể đảm bảo an ninh lương thực cho hàng triệu người trên thế giới. Nếu hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hai nước có thể kết nối được mọi người. Đồng thời, Israel có thể thúc đẩy giáo dục không dây, y tế trực tuyến và sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Israel tin tưởng đây là thời điểm thuận lợi để đầu tư và hợp tác trong nhiều lĩnh vực tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi xác định điểm đến là các quốc gia đang phát triển tại châu Á. Hiện tại, nền kinh tế của Mỹ và châu Âu đang có những khó khăn. Còn tại đây, nền kinh tế lại đang bùng nổ. Do đó, chúng tôi muốn tới đây và hợp tác với các doanh nghiệp địa phương, mang theo những thế mạnh của chúng tôi để cùng nhau mang lại những giá trị cho hai nền kinh tế. Tôi có cảm nhận là chúng ta sẽ có thể đạt được tình huống cùng thắng. Ví dụ như trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý và lọc nước. Chúng tôi có nhiều nhà đầu tư tại châu Á, và chúng tôi sẽ đưa họ tới Việt Nam. Hy vọng là chính phủ Việt Nam sẽ có những ưu đãi để họ có thể hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định cam kết của chính phủ Việt Nam tạo ra khuôn khổ pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư và kinh doanh. Chúng ta đã đạt được những cái thỏa thuận quan trọng trong việc xây dựng một cái chương trình hành động cụ thể để hướng tới một mục tiêu biến Việt Nam thành một cái cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu của Israel trong khu vực để đẩy mạnh xuất khẩu và đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và du lịch. Chiều nay, tại cuộc hội kiến với Tổng thống Israel Rivlin, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp Israel đầu tư vào nông nghiệp chất lượng cao, cơ sở hạ tầng và các ngành kỹ thuật công nghệ cao, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thành phố thông minh. Nhân dịp này, tập đoàn TH với công ty Medicdan và công ty Staromedic International đã ký biên bản ghi nhớ thực hiện dự án tổ hợp y tế chăm sóc sức khỏe công nghệ cao tại Hà Nội, bao gồm xây dựng bệnh viện, trung tâm điện tử có chức năng chẩn đoán sớm, theo dõi một số chỉ số sinh học, sức khỏe của bệnh nhân để có thể tầm soát bệnh, đặc biệt là một số bệnh nan y. Trước đó, trong sáng nay, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng cùng ngày, Tổng thống Israel Reuven Rivlin và Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã tham dự Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam Israel do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Cơ quan Hợp tác và Xuất khẩu Quốc phòng Israel tổ chức. Tại diễn đàn, hai bên giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển nền công nghiệp quốc phòng của mỗi nước, đồng thời mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Israel. Trước khi khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc hội kiến Tổng thống Reuven Rivlin cùng Tổng thống tham quan khu trưng bày sản phẩm quốc phòng của hai nước. Sáng nay, Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam-Ấn Độ 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Với mối quan hệ hữu nghị có truyền thống lịch sử, độ tin cậy cao giữa Việt Nam và Ấn Độ, làm thế nào để hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân
tương xứng với tiềm năng của hai nước là một trong những chủ đề chính tại hội thảo. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, học giả của hai nước đều khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ có lịch sử lâu đời, được những nhà lãnh đạo lập quốc của hai nước tạo dựng, cùng lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, chính là tài sản vô giá của nhân dân hai nước. Chính khát vọng tự do và tinh thần yêu nước đã gắn kết Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Mahatma Gandhi của hai nước chúng ta, tạo dựng nên mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc. Một mối quan hệ mà Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng của các bạn đã từng ca ngợi là trong sáng như bầu trời không một gợn mây. Với nền tảng là mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao đó, nên mặc dù đang có những bước chuyển biến rất khả quan, nhưng những kết quả hai nước đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên. Bối cảnh mới, tầm nhìn mới đặt ra yêu cầu hai nước cần tăng cường chủ động, phát huy những nhân tố tương đồng, đánh giá đúng tiềm năng hợp tác toàn diện trên từng lĩnh vực, tháo gỡ những rào cản cả về chủ quan và khách quan, làm chậm tiến độ hợp tác. Theo tôi thì cái dư địa cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ còn rất rộng rãi phát triển. Trước hết về công nghệ thông tin. Tôi nghĩ Ấn Độ là một quốc gia hàng đầu thế giới với công nghệ thông tin. Việt Nam Ấn Độ cần mở rộng rất nhiều hợp tác với công nghệ thông tin. Có thể có những cái trung tâm công nghệ thông tin của Ấn Độ tại Việt Nam. Ngược lại có những cái trung tâm công nghệ thông tin của Ấn Độ. Thứ hai là Việt Nam Ấn Độ hoàn toàn có khả năng và cần phải hợp tác tốt hơn nữa về đảm bảo an ninh mạng. Vấn đề an ninh mạng là vấn đề toàn cầu. Là Việt Nam Ấn Độ cần mở rộng hợp tác nhiều hơn nữa. Trên lần vấn đề đảm bảo an ninh hàng không hàng hải ở Biển Đông và Ấn Độ Dương. Các ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng, trong thời gian tới, hai nước cần xác định hướng ưu tiên, thế mạnh của mỗi bên, khẳng định rõ hơn vai trò của Việt Nam trong chính sách đối ngoại hướng Đông của Ấn Độ, cũng như vai trò cầu nối giữa Ấn Độ và ASEAN để hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ thật sự ngày càng hiệu quả và thiết thực. Trưa ngày 21 tháng 3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu Nhân đã tới thành phố Hồ Chí Minh, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lý Hiển Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Singapore trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, phát triển đô thị và xây dựng thành phố thông minh. Thủ tướng Lý Hiển Long mong muốn tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác giữa Singapore với thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các chương trình trao đổi đoàn cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, xây dựng và phát triển đô thị. Trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 23 tháng 3, ngày mai, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ gặp cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh và dự lễ khai trương trung tâm kinh doanh của MapLetry. Cũng trong ngày 21 tháng 3, hơn 450 nhà lãnh đạo chiến lược trong lĩnh vực tài chính đã bắt đầu nhóm họp ngày đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo tài chính ở châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng cai tổ chức. Với chủ đề thúc đẩy dịch vụ tài chính trong kỷ nguyên số, vấn đề được đặt ra và bàn thảo xuyên suốt hai ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh là sự phát triển của công nghệ số trong công cuộc đổi mới tài chính. Nhiều sản phẩm dịch vụ xuất hiện dựa trên nền tảng công nghệ số đã cho phép hàng tỷ người dùng tiếp cận nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về quản lý, bảo mật thông tin và an toàn hệ thống. Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cùng với các nhà lãnh đạo tài chính khu vực bàn thảo để thống nhất giải pháp thúc đẩy hợp tác tích cực, đặc biệt là phổ cập hóa dịch vụ ngân hàng tài chính đến với những đối tượng chưa được thụ hưởng. Thương vụ Việt Nam tại Brazil vừa có khuyến nghị gửi các cơ quan chức năng Việt Nam cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn thịt nhập khẩu từ Brazil. Theo Thương vụ Việt Nam, thì một số sản phẩm thịt của Brazil nhiễm vi khuẩn Salmonella đang trên đường xuất khẩu sang châu Âu. Còn theo số liệu của Bộ Công nghiệp Ngoại thương Brazil, thì trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ Brazil với trị giá kim ngạch đạt 12,8 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc và Chile vừa quyết định đình chỉ việc nhập khẩu thịt từ Brazil do liên quan đến vụ bê bối thịt bẩn tại nước này. Đây là quyết định của các nước nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Brazil, một trong những quốc gia xuất khẩu thịt lớn nhất thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đã có hiệu lực hơn 5 tháng. Xuất khẩu thủy sản hưởng lợi nhiều nhất từ FTA này. Thủy sản Việt Nam khi vào thị trường này không cạnh tranh trực tiếp với hàng nội địa. Với việc Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, thì thuế xuất khẩu thủy sản được giảm ngay về 0% từ mức 5,63%.
Hiện tại thì ngoài Liên bang Nga, những nước như Belarus, Kazakhstan, Armenia đang là những thị trường có nhu cầu mua thủy sản của Việt Nam. Nắm bắt được những nhu cầu và những lợi thế của thị trường Liên minh Á Âu, các doanh nghiệp thủy sản lớn của Việt Nam đã và đang có những chiến lược bài bản dài hạn để tận dụng những lợi thế đó để chiếm thị phần tại thị trường các nước thuộc Liên minh này. Trong năm 2016, Tập đoàn Minh Phú đã mở rộng xuất khẩu sang thị trường Nga, cung cấp sản phẩm tôm chế biến trị giá hơn 12 triệu đô la Mỹ cho thị trường này. Vua tôm của Việt Nam đánh giá việc Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực là cơ hội tốt để tăng xuất khẩu sang thị trường này. Sau khi cái Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10, thì năm nay dự kiến xuất sang Nga tăng khoảng 25% so với năm 2016. Tại vì đó là một trong những cái điều kiện tốt để mở rộng thêm cái thị trường. Thị trường Belarus và Kazakhstan cũng đang trong tầm ngắm của tập đoàn này. Minh Phú rất chú trọng tới việc đảm bảo chất lượng sản phẩm vào Nga, vào các nước Liên minh Á-Âu. Trong thời gian tới thì việc kiểm soát chất lượng vẫn là việc hàng đầu để vào được Nga. Về một số các chỉ tiêu kháng sinh vào Nga cũng tương đối cao, thậm chí là cao hơn cả châu Âu. Cái việc kiểm soát chất lượng vẫn là cái mục tiêu hàng đầu của Minh Phú để đạt được cái tiêu chuẩn của thị trường Nga. Để đón đầu Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, công ty thủy sản Hùng Vương đã cho thành lập liên doanh ở Nga với vốn 30 triệu đô la Mỹ. Vào tháng 7 năm 2016, công ty này đã chi 15 triệu đô la Mỹ để mua lại 51% vốn của một công ty thủy sản Nga, doanh nghiệp phân phối cá đứng đầu ở Nga với hơn 5% thị phần. Với động thái này, Hùng Vương quản lý được thị trường bán buôn, sản xuất và vào Nga dễ dàng hơn. Tháng 12 năm 2016, tại hội nghị cấp cao Ủy ban Liên minh Kinh tế Á-Âu tại Saint Petersburg, các nước thành viên đã ký bộ luật hải quan chung của Liên minh. Theo dự kiến, bộ luật này sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2017. Hiện tại, hàng chuyển từ Việt Nam sang Kazakhstan thông qua đường vận tải mới Việt Nam Liên vận cảng ở Trung Quốc, mà Kazakhstan nắm tới 49% cổ phần, rồi được chuyển tiếp tới cảng khô Khargoz, Kazakhstan. Hàng từ Việt Nam có thể thông quan ở Kazakhstan, chỉ cần thông quan một lần, và có thể được chuyển tiếp tới các nước khác thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu. Với cơ chế một cửa hải quan chung, hàng thủy sản Việt Nam sẽ vào các nước Liên minh dễ dàng hơn, cánh cửa mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Á-Âu mở ra cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nâng cao kim ngạch xuất khẩu, dòng vốn đầu tư và nguồn lực lao động. Tuy nhiên, theo ý kiến các chuyên gia, các doanh nghiệp sẽ phải có sự chọn lọc kỹ càng hơn. Cơ hội sẽ chỉ mở ra cho những doanh nghiệp có tiềm lực thực sự, chuẩn bị và đầu tư bài bản. Trong phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, đã có nhiều bài học đắt giá về việc buông lỏng quản lý việc xả thải công nghiệp khi chỉ quan tâm đến đầu tư phát triển mà quên đi môi trường. Tiêu điểm của bản tin thời sự. Nhiều dự án trồng rừng được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Nhật Bản. Xin được trở lại với một vấn đề trong nước đáng quan tâm. Hà Nội chưa quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn của nước nào lập đồ án quy hoạch dọc hai bờ sông Hồng. Đây là khẳng định của người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên tại phiên họp báo Thành ủy ngày 21 tháng 3. Theo ông Phạm Quý Tiên, thông tin Ủy ban Nhân dân Hà Nội với yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu, số liệu cho Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu, Trung Quốc để nghiên cứu lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng là không chính xác. Hiện thành phố mới chỉ có chủ trương tiếp nhận tài trợ để nghiên cứu trị thủy và quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng của tập đoàn Vingroup, Gelasimco và Sun Group. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho Viện Quy hoạch Hà Nội phối hợp với ba nhà tài trợ này lựa chọn các đơn vị trong và ngoài nước có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu, đưa ra ý tưởng, phương án thực hiện đồ án. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo các sở ngành tập hợp tài liệu, thông tin phục vụ cho công tác nghiên cứu lập đồ án quy hoạch. Nhưng các chỉ số thông tin đều là những tài liệu công khai, không liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng. Sau khi mà các nhà đầu tư tư vấn trình bày ý tưởng để thực hiện đồ án quy hoạch, thì thành phố sẽ tiến hành xem xét, lựa chọn những ý tưởng đảm bảo tính khả thi, đảm bảo các tiêu chí yêu cầu đặt ra, các báo cáo cơ quan có thẩm quyền thì mới cho phép triển khai nghiên cứu thực hiện đồ án.
Hiện tại thì thành phố là chưa quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn kể cả trong và ngoài nước để tham gia thực hiện cái đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng. Cũng theo người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi các nhà đầu tư tư vấn trình bày ý tưởng thực hiện đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xem xét lựa chọn những ý tưởng đảm bảo tính khả thi, đảm bảo các tiêu chí yêu cầu đặt ra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thì mới cấp phép triển khai nghiên cứu thực hiện đồ án. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề nước thải, Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3 năm nay nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong xử lý tái sử dụng nước thải. Bởi trên thực tế ở Việt Nam, việc không xử lý triệt để nước thải công nghiệp, y tế và sinh hoạt đang vừa gây ra ô nhiễm môi trường, vừa lãng phí tài nguyên nước có thể tái chế, tái sử dụng. Là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới, chiều ngày 21 tháng 3 tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo về vấn đề này, ghi nhận từ các phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo này, các báo cáo đã chỉ rõ hiện hầu hết các sông ngòi, kể cả các sông chính ở nước ta đều đang ô nhiễm ở các mức độ khác nhau. Nguyên nhân chính là do hiện nay khoảng 70% chất thải công nghiệp, sinh hoạt và một khối lượng lớn chất thải y tế nguy hại ở nước ta chưa được xử lý triệt để, xả thẳng vào nguồn nước. Nhiều nhà khoa học và các chuyên gia cùng với các nhà quản lý đã bàn thảo các giải pháp về cơ chế xử lý vi phạm trong xả thải vào nguồn nước cũng như các giải pháp về công nghệ trong xử lý, tái chế, tái sử dụng nước thải nhằm bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên nước. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong và trên 200.000 trường hợp được phát hiện mắc ung thư. Một trong những nguyên nhân chính là do sử dụng nguồn nước ô nhiễm, nước thải chứa nhiều thành phần độc hại, không được xử lý triệt để, xả thải thẳng vào nguồn nước đang gây nên tình trạng này. Khu công nghiệp Tằng Lỏng, Lào Cai, một trong những khu công nghiệp lớn ở phía Bắc, nhiều năm xả nước thải chưa qua xử lý vào nguồn nước. Theo quy định, các khu công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung, xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. Tuy nhiên, nhiều năm, khu công nghiệp này không xử lý nước thải tập trung. Nhiều cơ sở sản xuất xả thẳng nước thải ra các sông suối xung quanh gây ô nhiễm nguồn nước. Ngoài hạ tầng của khu công nghiệp chưa hoàn thiện, nguyên nhân chính của tình trạng này là do ý thức của các doanh nghiệp. Vi phạm pháp luật liên tục tái diễn thì chúng tôi cho rằng nó có nhiều cái lý do khác nhau. Lý do thứ nhất thì có thể là cái xử phạt nó, cái mức độ xử phạt nó chưa đủ răn đe. Cái việc thứ hai cũng có thể là có những trường hợp người ta cố tình vi phạm vì cái mục tiêu lợi nhuận. Tôi cho rằng là quan trọng nhất là cái ý thức của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chưa nhận thấy được cái trách nhiệm của mình trước bản thân mình cũng như là trước trách nhiệm với lại mặt xã hội. Cho nên chừng nào mà trách nhiệm của họ chưa được làm rõ ràng và họ chưa nhận thấy rằng họ phải có trách nhiệm đó, thì chừng đó họ còn tìm cách để lẩn tránh. Hiện gần 70% lượng nước thải công nghiệp sinh hoạt, 40% lượng nước thải y tế trong cả nước chưa được xử lý triệt để. Nhiều khu vực thuộc các lưu vực sông lớn như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Đồng Nai luôn ô nhiễm nghiêm trọng do phải tiếp nhận các loại nước thải chưa qua xử lý. Ngày xưa nó không như này, thuyền bè xuôi ngược rồi rất là vui, thậm chí có dân còn gánh cả nước sông lên để ăn. Chứ bây giờ thì thật sự con sông này thì nó quá bẩn. Thế bây giờ là thành phố làm sao để làm cho con sông nó sạch đẹp. Các chuyên gia môi trường cho rằng việc xử lý triệt để nước thải đang đặt ra cấp thiết, bởi nếu làm tốt công tác này, chúng ta không chỉ xử lý ô nhiễm môi trường mà còn tái sử dụng, tiết kiệm tài nguyên nước. Trước thực trạng nước thải đang trở thành vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhiều người dân, tại hội thảo bàn giải pháp bảo vệ tài nguyên nước bền vững vừa diễn ra tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định sẽ tập trung nhiều nguồn lực cả về cơ chế chính sách và tài chính để kiểm soát xử lý, tái sử dụng nước thải. Tuy nhiên, để xử lý triệt để các loại nước thải, trách nhiệm đầu tiên vẫn thuộc về các chủ nguồn thải. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng nước thải nhiều cơ sở sản xuất thường xuyên xả thẳng ra môi trường không qua xử lý đã được chỉ rõ là do cơ chế xử phạt còn chưa đủ sức răn đe. Hầu hết các vụ việc, chủ cơ sở chỉ bị xử phạt hành chính với số tiền được xem là ít hơn nhiều so với việc họ phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Và trước mắt thì tập trung vào các cái nhà máy mà có cái quy mô xả thải
với cái lưu lượng là 200 mét khối một ngày đêm thì sẽ tập trung thanh tra các cái cơ sở đó để rồi là một mặt là vừa chấn chỉnh các cái cơ sở này để thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật, đồng thời cũng là nâng cao cái ý thức trách nhiệm của các cái cơ sở này. Các chuyên gia cho rằng, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước, chúng ta cần có cách tiếp cận mới trong việc bảo vệ môi trường nước, các dòng sông theo lưu vực, chứ không bị chia cắt theo ranh giới địa lý như hiện nay. Đủ tất cả các thứ, nhà máy giấy, các cái vấn đề phát triển nước, quản lý nước thải. Đến địa phương và kết quả quản lý bảo vệ sử dụng. Hà Nội gây ô nhiễm sông Nhuệ, và sông Nhuệ thì là với lại sau chảy về đến Hà Nam là cấp nước cho Phủ Lý. Vậy thì Hà Nội có trả tiền gì cho Phủ Lý không? Chắc là không. Bây giờ phải đưa cái nguyên tắc là kẻ gây ô nhiễm phải trả tiền, không phải với từng người một mà với từng đô thị một. Nếu đô thị anh không xử lý nước thải mà anh gây ô nhiễm cho người khác thì anh phải trả tiền cho người khác để cho người ta lấy cái tiền người ta xử lý cái ô nhiễm. Ngay trong năm nay, tất cả các cơ sở sản xuất có lưu lượng xả thải lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động kết nối với Sở Tài nguyên Môi trường để kiểm soát và phòng ngừa xả thải gây ô nhiễm nguồn nước. Ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường luôn là vấn nạn đe dọa cuộc sống của con người. Bên cạnh những hội thảo thì nhiều dự án thiết thực đã được triển khai trong thời gian qua. Điểm nhấn đáng chú ý phải kể đến nhiều dự án trồng rừng được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Nhật Bản. Những dự án phục hồi trồng rừng đã góp phần giảm thiểu những tác động xấu đối với môi trường, xóa đói giảm nghèo, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề bảo vệ môi trường. Phóng sự sau đây xin được đề cập tới hiệu quả của những dự án này đối với môi trường Việt Nam. 24.000 ha rừng được trồng và phát triển tốt tại 10 tỉnh của Việt Nam, từ Hải Phòng, Nghệ An cho tới Sóc Trăng, góp phần bảo vệ gần 100 km đê biển, giảm thiểu khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó là những hiệu quả rõ rệt của dự án trồng rừng ngập mặn, giảm thiểu rủi ro thảm họa do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam triển khai từ năm 1994 dưới sự hỗ trợ của Hội Chữ Thập Đỏ Đan Mạch. Tới năm 1997, dự án này tiếp tục được mở rộng ra 6 tỉnh ven biển phía Bắc với nguồn tài trợ của Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản. Nhìn lại sau 20 năm thực hiện triển khai cái dự án này, thì đến bây giờ thì cái thành quả Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung thì đã đóng góp một phần lớn vào cái việc giảm thiểu rủi ro và thích ứng biến đổi khí hậu trong cái tình hình hiện nay. Thấy được sự phát triển của rừng ngập mặn thế này, chúng tôi rất vui mừng. Người dân ở đây không chỉ trồng rừng mà còn quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là còn tái sinh, trồng thêm. Tôi thấy dự án này đã được triển khai rất tốt và tương lai tôi muốn dự án này sẽ còn triển khai tốt hơn nữa. Còn đây là diện tích rừng được trồng và chăm sóc dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến và Hợp tác Quốc tế Lâm nghiệp Nhật Bản JIPRO tại tỉnh Phú Thọ. Cây được trồng chủ yếu là cây keo. Dự kiến khi đến giai đoạn khai thác, năng suất gỗ có thể đạt 100 mét khối một hectare. Được triển khai từ năm 2006 tại các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế. Tới nay, dự án JIPRO đã hỗ trợ cho hơn 2.000 hộ dân với diện tích rừng lên tới gần 2.000 hectare. Người ta hỗ trợ cho mình là cái khâu về kỹ thuật chăm sóc và trồng. Trong khi mình làm thì mình cũng tuyên truyền cho chị em hội viên được nắm bắt được cái phát triển trồng rừng cũng như là mọi cái để có nắm được thêm kinh tế cho gia đình và ổn định cuộc sống. Thứ nhất là về môi trường thì nó mang lại môi trường và giữ được cái ổn định môi trường sinh thái và cái tăng cái độ che phủ của huyện nói riêng. Và chúng tôi cũng đưa khuyến khích bà con, nghĩa là chuyển hóa những cái diện tích rừng trồng này sang trồng cây gỗ lớn để thứ nhất là để đem lại là cái hiệu quả kinh tế cao hơn nữa cho bà con nhân dân trong huyện. Ngoài những hiệu quả tích cực về bảo vệ môi trường, những dự án như thế này còn giúp người dân có thêm kinh nghiệm trồng rừng, từ đó tăng thêm thu nhập và vươn lên làm giàu theo mô hình trồng rừng có khoa học. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý khán giả có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại nội dung chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.